đây biển thì nó không có được sạch lắm quý vị. Biển ở đây thì dơ rất là nhiều, cái gọi là đây là dư âm của ngày Tết, rác hơi nhiều. An Giang hả? Đó là những cái tàu bè cập bến để mà đón Tết đó quý vị. Ý thức của người dân, của một bộ phận người ngày càng kém đi, rác thì ngày càng nhiều lên. Bình thường thì ở đây có người vệ sinh hết nên chúng ta sẽ không thấy được cái này, tại vì chưa có vệ sinh nên quý vị sẽ xem thấy cái cuộc sống như thế nào hơn. Tàu bè là cập bến rất là đông nè quý vị. Đây là rác rất là nhiều. Có lẽ là bị ô nhiễm luôn rồi quý vị. Rác trôi lình bền hết. Đó là như, bên cạnh những cái rất là đẹp thì có thể nói rác là một trong những cái vấn đề mà vấn nạn mà giải quyết chưa có được rồi quý vị. Đây là khu gác này quý vị chứ không phải là khu đẹp nữa rồi. Không đẹp chứ chớ còn gác không. Ủa mình ở đâu lại? Cần Thơ. Thấy gác không sợ phải không? Nói khu đất biển đẹp lắm mà sao giờ nó toàn gác không vút. À, cái này thì Tết là do mình thôi chứ không phải là do ai hết. Tại ý thức của mọi người kém quá thì gác và gác thôi chứ. Ở đâu em có để hồ gác nữa cho mình vô thả
Không, cái đó là do mình đó. Ví dụ như bây giờ mình không muốn gác đó, thì mình đem gác về nhà mình ở đây. Thật ra là có những cái thùng gác, nhưng mà những thùng gác nó không có trang bị gần đây. Nếu mà muốn đẹp á thì bên kia, nhưng mà ở đây mà muốn ngắm cảnh ở đây thì bắt buộc là phải nhìn gác thôi. Tại lúc tụi em chạy qua bến Hòa đi Phú Quốc, mà tại vì còn dư thời gian nên tới chạy vòng vòng chơi. Ra Phú Quốc bây giờ gác cũng rất là nhiều. Ở đâu cũng vậy hả? Ở đâu cũng vậy. Ở bến Ninh Kiều á, tụi em buổi tối cũng thấy gác thị chứ. Vậy đó thôi. Nó cái đó là do mình ăn rồi mình dục vô thôi, chứ giờ cũng vậy nè. Mà bến biết đẹp, biết như du khách nước ngoài trong đúng giờ thấy vậy, thấy quê thì ta sẽ nói ý thức của Việt Nam mình kém. Của mình này, hiện lên trong mắt người nước ngoài là ghét đấy. Hôm nay chị sẽ thấy một cái clip lên internet là gạch giá sau Tết ghét là ghét. Không, cái này thật ra thì mình cũng chỉ vay để mà mong là các bạn trẻ sẽ cải thiện hơn cái tình hình như vậy thôi, chứ cái này là do người trẻ thôi, chứ người già ít có cũng vẫn dục gác, nhưng mà tỷ lệ nó thấp hơn những người trẻ như mình. Ở đây khung cảnh rất là đẹp, nhưng mà do gác vô nữa thì giờ cũng không biết nói sao nữa quý vị, quá trời rồi đấy. Ở đây chúng ta có thể ngắm biển, có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Mà nếu mà buổi tối mà quý vị mà có muốn ngắm những cái ánh đèn từ xa đó, thì quý vị có thể ngồi ở đây để mà ngắm. Có những cái khúc cua ướn lượn nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà không khuyến khích ngắm ngày ngày Tết nha quý vị, chỉ ngắm ngày thường thôi. Tại ngày thường nó rất là ít ghét hơn. Còn ngày Tết đó thì quý vị thấy rồi đó, ghét không? Không, tại vì em đang giới thiệu về tỉnh của em. Nhưng mà gác thì mình vẫn giới thiệu là có gác thiệt. Còn cái này là đưa là chủ yếu là để mong cải thiện tình hình chút. Cái này là do mình thôi chứ đâu có do ai đâu, đúng không? Thì do người dân là do mình đó. Đang chúng nó xuống quay khu lắng biển, gác và gác. Không, còn cái khu kia nó cũng vậy nữa. Còn khu kia. Cái khu kia là khu dữ hơn, đẹp. Ở đây là đường dưới khu lắng biển đó quý vị, chúng ta có thể đi chẳng bộ, nhưng mà gác nhiều quá, quý vị cũng thông cảm. Tâm làm cái clip này cũng chủ yếu cũng mong là ý thức của mọi người sẽ được nâng cao hơn một chút, để mà khi mà du khách tới Gạch Giá thì sẽ không có nhìn có những cái cảnh tượng mà gác như thế này. Sau đây Lâm sẽ đi xuống khu Hà
Phú Gia nữa quý vị, để xem rác đã được thu gom hết chưa nào. Đây toàn rác quý vị ạ. À, ở những hàng cây quán này kia là toàn là bọc và rác. Đây thật sự thì khi mà không có rác thì buổi sáng nếu mà chúng ta có ngắm ở đây thì quý vị có thể có những cái cảnh rất là đẹp. Đây gác rồi. Đây là đường Tôn Đức Thắng đó quý vị. Thì hôm nay trong clip thì Lâm sẽ giới thiệu về một số cái địa điểm, và đó là đường Cô Bắc Cô Giang, cái khu một phần của khu cá đồng của khu Vĩnh Thanh Văn trước đây. Và Lâm sẽ có quay thêm một đoạn nữa thì sẽ gửi tặng tới một số các bác ở xa. Đây quý vị, cả núi gác lần quý vị, chứ không phải là từng ấy nữa.
đường ra khu Phú Gia nữa quý vị. Để xem khu vừa bắn pháo bông như thế nào quý vị. Khu này đã được dọn sạch sẽ rồi quý vị. Sau đây Lâm sẽ mời quý vị cùng Lâm đi tham quan một khu mà có một số cô bác sẽ xem, đó là khu Kinh Cục. Đây là đường để mà chạy thẳng xuống phía dưới nè quý vị. Đầu voi Kinh Cục ở đây thì khu lắng biển, một cái khu mới từ Phú Gia đi qua rồi quý vị. Trường trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, trường mới của Rạch Giá quý vị. Rất là khang trang đó quý vị.
chị phỏng vấn cái. Ủa bữa nay mình làm sớm dữ gì đó hả chị? Làm muộn vậy anh em. Không, làm mùng 2 là bắt đầu làm hả chị? Đi xin thì phải làm anh ơi, đi sắp đường phố mà. Dạ. Mà của mình gác quá trời đây. Đang cho gom đó anh ơi, đang cho đi gom. Dạ. Đang cho đi gom đó. Không không em biết rồi, không không gom nó còn dữ hơn nữa. Do gom toàn bộ rất là nhiều rồi nên số lượng trước qua là chúng ta chỉ mới thấy vậy thôi quý vị. Cũng mong là các bạn trẻ sẽ ý thức hơn trong cái vấn đề rác này để mà cho gạch giá cho chúng ta được đẹp hơn trong mắt của người dân địa phương cũng như là của du khách mà tới thăm. Là những khu mới đang được làm cho nó hoàn chỉnh rồi quý vị. Đây là cống kinh cục đó quý vị, hiện giờ đã được làm một cái cây cầu để mà bắt ngang. Ở đây là có nhiều tàu cập bến nhất với ở khu tắc cầu đó quý vị. Thank you.